cận cảnh tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái có hệ thống chiếu sáng hiện đại nhất Việt Nam trước ngày thông xe. Ngày 1 tháng 9, cao tốc Vân Đồn Móng Cái do tập đoàn Sun Group và tỉnh Quảng Ninh đầu tư sẽ chính thức được thông xe. Với tổng chiều dài hơn 80 km, tốc độ thiết kế 120 km/h, cao tốc sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới thành phố Móng Cái chỉ còn hơn 3 giờ. Công trình được hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Vân Đồn Hạ Long Hải Phòng Hà Nội Lào Cai, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam với gần 600 km. Từ đó, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có số cây em đường cao tốc lớn nhất cả nước với 176 km, chiếm tỷ lệ 18% chiều dài cao tốc đã đưa vào sử dụng trong cả nước. Đây cũng là tuyến cao tốc duy nhất ở Việt Nam kết nối 3 sân bay, Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, 3 khu kinh tế với một cửa khẩu quốc tế. Dự án đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái có tổng chiều dài 80,23 km với tổng vốn đầu tư gần 12.771 tỷ được thi công thần tốc trong thời gian hơn 02 năm sau khi giải phóng mặt bằng xong. Dự án bao gồm hai dự án độc lập, trong đó tuyến Vân Đồn Yên Yên dài 16 km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Tuyến Tiên Yên Móng Cái dài 64 km do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vân Đồn thuộc Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn rừng khẩn cấp, bề rộng nền đường 25,25 m và vận tốc thiết kế đạt 120 km/h theo tiêu chuẩn Việt Nam 5729/2012. Đây là vận tốc thiết kế tối đa đối với đường cao tốc tại Việt Nam. Hệ thống giao thông thông minh ít được trang bị hiện đại ghi hình liên tục 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống chiếu sáng được đầu tư mới kết nối với hệ thống chiếu sáng trên tuyến cao tốc hiện tại, tạo nên tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam, kéo dài từ cửa khẩu Móng Cái về tới cầu Bạch Đằng, Hải Phòng. Đây cũng là một trong số ít các tuyến đường cao tốc trên thế giới được đầu tư hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên toàn tuyến. Như vậy, thời gian di chuyển từ Móng Cái đến Hạ Long chỉ còn 01 giờ 30 phút đi theo quốc lộ 18 mất khoảng 03 giờ, từ Móng Cái đến Hà Nội còn 03 giờ, hiện tại mất 5,5 giờ tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái mở ra cơ hội giao thương rộng mở. Tuyến đường sẽ kết nối và thúc đẩy sự phát triển của các khu kinh tế trọng điểm trong tỉnh gồm thành phố Hạ Long, khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Việc kết nối các trung tâm kinh tế, hành chính của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai tạo ra hiệu quả tổng hợp, phát triển toàn tiểu vùng sẽ góp thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói chung. Đây còn là tuyến cao tốc kết nối giữa hệ thống cảng hàng không, cảng biển, các khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa tâm linh trên toàn tỉnh Quảng Ninh, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại tham quan của khách du lịch theo đường bộ, thu hút nhà đầu tư đến Quảng Ninh. Cao tốc cũng sẽ góp phần thu hút khách du lịch quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển lớn góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia theo đúng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Riêng về cảnh quan kiến trúc, cao tốc Vân Đồn Móng Cái là một trong những tuyến đường sở hữu nhiều cây cầu vượt biển, vượt sông suối nhất cả nước với 35 cây cầu trên tuyến chính, tương đương tổng chiều dài hơn 7,9 km, chiếm 10% tổng chiều dài toàn tuyến. Cao tốc Vân Đồn Móng Cái khánh thành và đi vào hoạt động đưa Quảng Ninh trở thành địa phương duy nhất cả nước sở hữu tuyến cao tốc dài nhất, hiện đại nhất. Đây cũng là trục giao thông xuyên suốt toàn tỉnh bằng cao tốc, cho thấy chủ trương đúng đắn của Đảng về 3 đột phá chiến lược, hợp tác công tư PPP hiệu quả. Trong quá trình xây dựng cao tốc Vân Đồn Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và nhà đầu tư đã gặp không ít khó khăn từ bối cảnh dịch bệnh COVID-19, biến động giá cả vật tư, vật liệu cho tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với việc chính thức thông tuyến từ ngày 1 tháng 9, cao tốc Vân Đồn Móng Cái đã mở ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới, động lực mới cho Quảng Ninh.